Chào các bạn, mời các bạn nghe cuốn sách Cha mẹ không phải người đầy tớ của tôi trong bộ nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan. Câu chuyện thứ nhất, một ngày đi chơi ngoại ô. Chủ nhật nhà bạn Lan đi thăm vườn cây ăn quả ở ngoại ô. Ở đó có thể hái và ăn hoa quả ngay tại vườn. Lan rất háo hức, cô bé dậy từ rất sớm. Đợi mẹ thay quần áo, đánh răng rửa mặt cho mình. 10 giờ sáng cả nhà đã đến nơi. Hai mẹ con bạn Lan mỗi người cầm một chiếc giỏ đi vào vườn dâu tây, vui vẻ hái những quả dâu tây chín mọng. Đang hái dâu tây Bỗng Lan nhìn thấy một nhóm các bạn nhỏ cùng tuổi mình Thế là cô bé đặt giỏ dâu xuống chạy ra chơi cùng các bạn Khi đến gần Lan phát hiện mỗi bạn nhỏ đều mang theo một chiếc giỏ lớn Các cậu đang làm gì thế? Lan hiếu kỳ hỏi Một bạn ngẩng đầu lên và đáp Chúng mình đang bón phân cho cây kiếm tiền phụ giúp bố mẹ Nói xong người bạn đó cho tay vào trong giỏ Bốc một lắm hạt phân bón rắc vào đất Lúc này Lan mới biết ở trong giỏ là những hạt phân bón nhưng bố mẹ cứ đi làm là có tiền mà, cần gì chúng mình phải tự kiếm tiền nữa? Lan cảm thấy khó hiểu bèn hỏi lại các bạn, bố mẹ kiếm tiền nuôi chúng mình là đương nhiên, không phải như vậy, bố mẹ đi làm cũng vất vả lắm chứ. Chúng mình rất thương bố mẹ, đúng rồi, bố mẹ không phải là bảo mẫu mà cái gì cũng phải làm cho mình. Mình muốn bố mẹ thảnh thơi hơn một chút Một vài bạn nhỏ cùng trả lời Thấy các bạn còn nhỏ đã biết thương bố thương mẹ như vậy Lan nhớ đến việc sáng nay mình còn bắt mẹ phải đánh răng cho mình Rửa mặt thay quần áo cho mình Lan bỗng cảm thấy xấu hổ Cô bé chạy lại ôm chầm lấy mẹ thì thầm nói Mẹ ơi từ nay về sau con sẽ giúp mẹ làm việc Không bắt mẹ việc gì cũng phải làm giúp con nữa Qua câu chuyện trên rút ra được bài học trưởng thành Bố mẹ vất vả nuôi lớn chúng mình Chúng mình giúp đỡ bố mẹ là điều lên làm Câu chuyện thứ hai, chồi cây không chịu lớn. Ngày xưa ngày xưa có hai cái cây đại thụ rất cao lớn, rễ cây đâm sâu vào lòng đất rất chắc chắn và vô cùng xanh tốt bỗng một hôm từ trong lòng đất xuất hiện một cái chồi lon mới nhô ra hóa ra là cây bố và cây mẹ đã sinh được một cây con nhìn chồi lon vừa mới mọc ấy cây bố và cây mẹ hạ quyết tâm nhất định phải bảo vệ chồi lon khỏi mưa to gió lớn cũng như ánh lắng gay gắt của mặt trời nhất định phải để cho chồi lon được lớn lên trong vòng tay yêu thương của mình và rồi cứ như thế cây bố cứ che mưa che gió cho chồi lon mặc cho bản thân bị gió thổi bị mưa ướt tả tơi cũng không chịu để cho chồi lon phải chiến đấu với mưa gió còn cây mẹ thì lấy thân mình ra để che lắng cho chồi lon dù cho bản thân có bị phơi lắng đến hoa mắt chóng mặt mồ hôi ướt đầm cũng không để cho chồi lon bị một ít ánh lắng chiếu vào dưới sự che chở chu đáo ấy của cây bố và cây mẹ chồi lon đã sống những tháng ngày vô tư vô lo và rất hạnh phúc với điều đó thời gian cứ thế trôi đi cuối cùng phiền muộn cũng đã tìm đến với chồi lon cái chồi cây ngay bên cạnh kia mặc dù không có bố mẹ chăm sóc nhưng đã mọc lên rất cao lớn thân cây cũng mọc ra những cành lá rất xuê trong khi đó chồi lon được bố mẹ bảo vệ lại mãi không lớn được thân cây vừa thấp vừa bé cũng chẳng có mấy cành lá đâm ra cây bố và cây mẹ nhìn thấy đứa con của mình mãi không lớn được thì trong lòng vô cùng khó hiểu một ngày lọ có bác lông dân cùng con trai đến ngồi nghỉ dưới gốc cây bố và cây mẹ nhìn thấy chồi cây còi cọc kia liền nói con à con xem này chồi cây không tắm lắng không gặp mưa gặp gió thì không thể lớn được đâu cho nên con cũng cần phải học cách tự lập không thể cứ mãi dựa dẫm vào bố mẹ được lúc này cây bố và cây mẹ mới ngộ ra rằng chính tình yêu mù quáng của mình đã khiến cho chồi lon mãi mãi không thể lớn được qua câu chuyện trên rút ra được bài học trưởng thành có phải thường ngày chúng ta cũng giống như cái chồi cây kia không việc gì cũng phải dựa vào bố mẹ không bố mẹ không phải là bảo mẫu của chúng ta vì vậy chúng chúng ta cần phải học cách tự lập tự mình đối diện với mọi chuyện Câu chuyện thứ ba, tại sao mẹ không giặt quần áo cho con? Con đã 10 tuổi rồi, phải học cách tự giặt quần áo. Người mẹ không nhận quần áo mà cậu bé mang đến. Con là một người đàn ông, con phải tự lập. Cậu bé hậm hực nói, các bạn cùng lớp con đều là mẹ giặt quần áo cho. Tại sao mẹ không giặt quần áo cho con chứ? Bởi vì con là đàn ông, mẹ cậu vẫn không nhận lấy quần áo. Hừ, cậu bé tức giận, lém quần áo xuống lèn nhà. Để bố giặt cho, bố cậu nhìn thấy vậy, liền nhặt quần áo của cậu lên. Không, mẹ cậu lấy lại quần áo trong tay bố rồi đặt lên ghế sofa và lói để nó tự giặt mỗi khi cậu bé có quần áo bẩn thì cậu đều bảo mẹ giặt cho nhưng lần nào mẹ cậu cũng từ chối giặt quần áo cho cậu và cũng không để cho bố cậu giặt hộ mẹ cậu hết lần này đến lần khác đều muốn cậu tự giặt nhưng cũng vì thế mà lần nào cậu bé cũng tức giận lém quần áo xuống lèn nhà lúc này mẹ cậu lại bình thản nhặt quần áo dưới đất để lên ghế sofa số quần áo bẩn trên ghế sofa ngày càng nhiều số quần áo sạch của cậu bé cũng vì thế mà ngày càng ít đi cho đến một hôm cậu bé đã mặc hết tất cả quần áo sạch của mình. Mẹ ơi, mẹ giặt quần áo cho con đi. Cậu bé mong chờ nhìn mẹ. Mẹ yêu, mẹ giặt quần áo cho con nhé. Con trai à, người mẹ nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé. Con đã là một người đàn ông, vì vậy con phải học cách tự lập. Con có hiểu không? Để bố giặt cho. Bố cậu bé đưa tay về hướng quần áo bẩn trên ghế sofa. Không được, người mẹ vội ngăn lại. Hãy để con tự giặt. Người mẹ bưng một chậu nước sạch và một túi bột giặt đến đặt trước mặt cậu bé, rồi nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng. Cậu bé mím môi đổ bột giặt vào chậu nước rồi lại khuấy vài cái. Sau đó cho quần áo vào chậu, nước mắt cũng theo đó mà chảy dài trên khuôn mặt mũm mĩm của cậu bé. Sau một hồi bận rộn, cậu vớt quần áo từ chậu nước ra. Sau mấy lần giặt nước trong chậu cũng vẫn đục. Lúc này người mẹ vội lấy quần áo từ tay cậu bé rồi treo lên. Sau khi cậu bé giặt xong quần áo, người mẹ mỉm cười và nhẹ nhàng hôn lên gương đầy vẹt nước mắt trên khuôn mặt của cậu bé và nói con trai con đã lớn rồi mẹ cậu mỉm cười nói với chồng sáng hôm sau cậu bé phát hiện số quần áo cậu bé giặt lại rất sạch anh thấy con trai chúng ta ngoan chưa kìa nhìn xem quần áo con giặt sạch biết bao từ đó cậu bé tự giặt quần áo của mình và ngày càng giặt sạch hơn. Ở trường cậu bé thường nói với các bạn: Các cậu nhìn xem quần áo mình tự giặt sạch chưa này, mình đã tự lập rồi. Một hôm lửa đêm dậy đi vệ sinh, cậu bé phát hiện ra đèn trong nhà vệ sinh vẫn sáng, hơn nữa còn vang lên tiếng giặt quần áo. Cậu bé nhẹ nhàng bước đến nhà vệ sinh, thì ra là mẹ cậu đang giặt quần áo và đó lại là những quần áo hôm nay cậu tự giặt. Qua câu chuyện trên rút ra được bài học trưởng thành. Nhà soạn kịch Iben e đã từng nói người mạnh mẽ nhất trên thế giới chính là người tự lập tự lập là điều vô cùng quan trọng chỉ có người có khả năng tự lập mới có thể tồn tại tốt hơn trong xã hội vì muốn cho con có một tương lai tốt đẹp mà người mẹ đã buộc phải nghiêm khắc để cậu bé học cách tự làm việc của mình câu chuyện thứ tư mẹ giận rồi tục ngữ có câu người lớn giao việc thì trẻ em làm việc Thế nhưng bây giờ thì ngược lại, đa số các gia đình hiện nay đều là trẻ con giao việc và người lớn làm theo. Cha mẹ đã quen làm tất cả mọi việc cho con cái, nghe theo và cho đi một cách mù quáng, còn con cái thì dường như cũng quen với việc sai bảo cha mẹ và coi đó là chuyện bình thường lẽ đương nhiên, giống như sai bảo người giúp việc vậy. Mẹ ơi, đồng phục của con bẩn rồi, mẹ giặt cho con. Ngày mai chào cờ con phải mặc. Bố ơi, bố rửa cho con quả táo. Mẹ ơi, mẹ lau nhà kiểu gì thế? Ướt thế này suýt lửa làm con ngã đấy. Mẹ mau lau khô đi. Mỗi ngày Chí đều sai bố mẹ làm việc như vậy, làm bố mẹ cậu cuống cuồng làm theo. Tuy nhiên, mỗi khi bố mẹ cậu bảo cậu làm việc gì đó thì cậu lại không làm. Chí ơi, con giúp mẹ xuống cổng chung cư lấy đồ nhé. Con không đi đâu, mẹ tự đi không được à. Con còn phải làm bài nữa. Thực ra là do lười làm việc vặt. Giờ ăn tối hôm nay, Chí vừa xem tivi vừa ăn. Lúc bố mẹ đã ăn xong hết thì cậu vẫn chưa ăn xong. Xong. cuối cùng khi cháu đã nguội thì cậu lại gọi mẹ mẹ ơi cháu đã nguội rồi mẹ đun nóng lại cho con mẹ cậu tức giận nói mẹ dục con ăn nhanh lên bao nhiêu lần mà con vẫn không nghe cháu nguội rồi thì con tự đun nóng lại đi tại sao chứ chẳng phải mẹ là người chăm lo cho cuộc sống của con sao từ lúc sinh con ra mẹ đã nghỉ việc ở nhà Chẳng phải mẹ nói là để chăm sóc cho con sao? Mẹ cậu nghe vậy suýt lửa tức phát khóc Vì lúc đó con còn nhỏ không có ai trông lom con Nên mẹ mới bất đắc dĩ xin nghỉ việc ở nhà để chăm sóc con Đó là vì mẹ yêu con chứ không phải mẹ là bảo mẫu của con Để con sai việc này việc kia Thấy mẹ nổi giận chí mới tự đi đun cháo Thật chí sai bảo bố mẹ làm việc vặt đã trở thành chuyện bình thường Cậu đã hiểu sai rằng bố mẹ chính là người phục vụ cậu Chúng ta cần phải biết rằng tất cả những thứ bố mẹ làm cho chúng ta là đều xuất phát từ tình yêu thương. Chúng ta không được sai khiến bố mẹ giống như sai khiến người giúp việc. Ngược lại, chúng ta có thể làm những việc mà chúng ta có thể làm cho cha mẹ với tấm lòng biết ơn về sự chăm sóc của cha mẹ đã dành cho chúng ta và để thể hiện tấm lòng hiếu thảo của con cái. Qua câu chuyện trên rút ra được bài học trưởng thành. Chúng ta đã lớn rồi phải học cách tự lập, không được dựa dẫm mãi vào cha mẹ. Câu chuyện thứ năm những tin nhắn không bao giờ xóa. Từ hồi về hưu mẹ tôi bỗng dưng không thích ở nhà. Hôm nào cũng tìm đủ mọi lý do để ra ngoài. Còn tôi thì có quá nhiều việc cần đến sự giúp đỡ của mẹ. Khi làm thêm giờ, cần mẹ giúp tôi đón con. Khi không muốn nấu cơm thì muốn về nhà mẹ ăn trực. Khi có bạn bè đến chơi, cần mẹ giúp nấu mấy món đãi khách. Vì thế, mỗi khi không tìm được mẹ, tôi lại lo lắng. Hôm đó, nhân dịp ngày của mẹ, tôi tặng mẹ một chiếc điện thoại di động. Nhắc mẹ luôn mang theo bên mình. Như thế này thì con khỏi lo không tìm được mẹ nữa. Tôi nói như thế này thì mẹ có thể phục vụ con 24 trên 24 rồi nhỉ. Mẹ tôi vừa nói vừa mỉa mai tôi. Sắm điện thoại di động cho mẹ đúng là rất tiện. Có lần mẹ tôi đang định ra ngoài, tôi gọi điện một cái thế là mẹ quay về luôn. Tôi cũng thường xuyên gửi tin nhắn cho mẹ. Mẹ ơi, tối nay con muốn ăn thịt kho tàu. Mẹ ơi, hôm nay cháu ốm mẹ đưa cháu đi khám nhé. Mẹ ơi, cái áo kẻ caro màu hồng con quên ở nhà mẹ, mẹ giặt giúp con nhé, còn nhiều nhiều việc khác nữa. Trong điện thoại của mẹ ngoài tin nhắn tôi gửi thì tin nhắn rác cũng rất nhiều. Mỗi lần về thăm mẹ nếu không có việc gì làm, tôi lại lấy điện thoại của mẹ ra chơi, tiện thể xóa bớt tin nhắn nhưng một thời gian sau mẹ không cho tôi xóa tin nhắn nữa Mẹ nói mẹ tự biết xóa, tôi đoán mẹ có những tin nhắn không muốn xóa, sợ tôi xóa mất. Thoát cái đã 25 kể từ ngày mua điện thoại tặng mẹ. Hôm nay tôi tiện tay mở điện thoại của mẹ lên. Tình cờ đọc được một tin nhắn đã lưu 25 lay. Đó là một tin nhắn tôi gửi cho mẹ. Còn nhớ hôm đó tôi rủ một đồng nghiệp về nhà mẹ ăn cơm. Vì không báo trước, mẹ tôi không kịp chuẩn bị gì. Chỉ có cơm canh đơn giản. Mẹ tôi vốn coi trọng thể diện nên đương nhiên hôm đó rất ngại. Sau khi khách ra về, mẹ cứ trách tôi cái gì cũng làm cho qua loa đại khái. Còn tôi tôi thì nói mẹ nghĩ ngợi quá nhiều. Người ta đến chơi là chỉ để thăm nhà thăm cửa chứ đâu phải chỉ đến ăn. Cứ như vậy mẹ một câu tôi một câu thành ra cãi nhau. Hôm sau bố nói với tôi mẹ giận tôi đến phát khóc. Tôi cũng suy nghĩ mãi cứ thấy bứt rứt trong lòng. Thế là tôi nhắn tin cho mẹ. Mẹ ơi con xin lỗi con yêu mẹ. Không ngờ tin nhắn đó lại trở thành báu vật đối với mẹ tôi. Thảo Lào mẹ không cho tôi xóa tin nhắn nữa. Bà sợ tôi không để ý xóa luôn tin nhắn này. Đọc được tin nhắn mẹ không lỡ xóa, tôi tự cảm thấy xấu hổ. Tôi gửi cho mẹ cả nghìn tin nhắn đòi mẹ giúp tôi cái này cái lọ. Nhưng nói con yêu mẹ thì chỉ duy nhất một tin nhắn. Trong cả nghìn tin nhắn này, tỷ lệ giữa tình yêu tôi dành cho mẹ và tình yêu mẹ dành cho tôi là một phần 999 lần. Tôi bèn sang phòng khác lấy điện thoại nhắn tin cho mẹ. Mẹ ơi, con luôn muốn nói rằng con cảm ơn mẹ và con yêu mẹ rất nhiều. Chuông báo tin nhắn vang lên, mẹ tôi cầm điện thoại lên xem. Tôi thấy mẹ cười thật tươi và khóe mắt ươn ư qua câu chuyện trên rút ra được bài học trưởng thành hầu hết chúng ta đều không biết sự quan tâm của chúng ta dành cho bố mẹ là quan trọng như thế nào đối với họ hãy học cách thể hiện tình cảm và lòng biết ơn đối với bố mẹ Tuy ban đầu sẽ có chút ngượng ngùng, nhưng hãy nhớ đây chính là món quà quý giá nhất mà bố mẹ luôn muốn nhận được. Câu chuyện thứ 6 Bưu kiện đặc biệt. Trước kỳ nghỉ Tết Trung thu, cha mẹ Hoa ở nhà rất mong ngóng chuyến về nhà đầu tiên của Hoa từ khi lên đại học. Nhưng khi Hoa còn chưa về nhà thì cha mẹ Hoa đã nhận được một bưu kiện đặc biệt. Tại sao lại nói đây là một bưu kiện đặc biệt? Bưu kiện này là ai gửi đến? Thì ra là của Hoa, một sinh viên năm nhất gửi về. Mẹ Hoa mở bưu kiện ra thì phát hiện bên trong đều là quần áo bẩn của hoa lúc này mẹ hoa rất ngỡ ngàng thế là bà liền gọi điện cho hoa hỏi tại sao lại gửi quần áo bẩn về nhà thì ra từ bé đến lớn hoa chưa từng tự giặt quần áo trong tủ lúc nào cũng là quần áo mẹ đã giặt sạch sẽ sau khi lên đại học hoa cũng không hề nghĩ đến việc tự giặt quần áo lên đã gửi quần áo bẩn về nhà khi hoa về nhà nghỉ lễ mới phát hiện ra quần áo bẩn vẫn để y nguyên trong nhà hoa rất ngỡ ngàng không hiểu tại sao vẫn là quần áo bẩn liền đi hỏi mẹ khi nhìn thấy đống quần áo bẩn trên tay hoa mẹ liền nghiêm túc nói con gái trước tiên mẹ phải xin lỗi con vì tại mẹ mà con không có khả năng sống tự lập tiếp đó là việc mẹ không giặt quần áo giúp con là vì con đã là một sinh viên đại học con cần phải học cách sống tự lập từ hôm nay mẹ sẽ dạy con giặt quần áo và chăm sóc bản thân sẽ có một ngày mẹ phải rời xa con mẹ không thể ở bên con chăm sóc con cả đời được Hoa nghe mẹ nói vậy liền cảm thấy rất xấu hổ. Sau đó dưới sự hướng dẫn của mẹ, Hoa đã tự giặt tất cả số quần áo bẩn trong bưu kiện đó. Qua câu chuyện trên rút ra được bài học trưởng thành. Chúng ta không nên trở thành một người không có khả năng sống tự lập mà hãy chủ động nhờ cha mẹ dạy cách giải quyết một số công việc trong cuộc sống thường ngày. Câu chuyện thứ bảy, con hiểu rồi ạ. À. Hòa giận dỗi vì mẹ lại bắt cậu học cách giặt quần áo và sử dụng lò vi sóng. Hòa không muốn học chút nào. Cậu bé nghĩ những việc này mẹ đều biết làm, sao còn bắt mình làm. Thấy Hòa không muốn học, mẹ không nói gì thêm nữa, chỉ kiên nhẫn hướng dẫn, nhưng Hòa không nhẫn lại như vậy. Cậu bé chạy tót ra ngoài xem tivi. Thứ bảy, bố mẹ sang nhà bà lội chơi, nhưng không đưa Hòa đi cùng, còn giao cho cậu rất nhiều việc. Buổi sáng phải làm xong bài tập, có thể nghỉ giữa giờ. Chơi 30 phút, buổi trưa dùng lò vi sóng hâm nóng lại cơm và thức ăn trong tủ lạnh để ăn. Ăn trưa xong, nghỉ ngơi một lúc, Buổi chiều phải giặt quần áo, tất của mình và dọn phòng, làm xong những việc này thì đọc sách 30 phút. Tất cả những việc này cho dù mẹ đã dạy nhiều lần nhưng Hòa chưa phải tự làm bao giờ, đặc biệt là bài tập về nhà. Lúc trước cứ ngồi làm bài tập được một lúc là Hòa lại gọi: "Mẹ ơi, bài này làm thế nào? Mẹ ơi, sao con không chia được? Mẹ ơi, chữ lười viết như thế nào ạ? Mẹ ơi, bài tập làm văn này phải viết như thế nào ạ?" ấy vậy mà hôm nay phải làm bài tập không hỏi ai được cả buổi sáng hòa ngồi làm bài tập cậu nghiến răng nghiến lợi vò đầu bứt tai cuối cùng cũng làm xong mẹ cho phép giải lao giữa giờ 30 phút mà cậu cũng không dám nghỉ buổi trưa ăn cơm xong hòa làm xem tivi một lúc thì đến giờ đi giặt quần áo cậu vân vân không biết giặt kiểu gì giặt máy cho đỡ mệt nhưng khi mẹ hướng dẫn sử dụng máy giặt hòa lại không chú ý nghe lên giờ không biết cách dùng hay là giặt bằng tay nhưng giặt bằng tay thì sử dụng bột giặt hay xà phòng cục hòa cũng không nhớ lúc trước mẹ dạy như thế nào suy nghĩ một hồi không còn cách nào khác hòa đành phải giặt bằng tay cậu cho quần áo vào bồn rửa mặt lấy một ít bột giặt rồi dùng tay vò cuối cùng cũng xong hòa bắt khô rồi đem phơi ở ban công cậu nhìn đôi bàn tay mình đôi bàn tay đã ngâm nước xà phòng rất lâu thành ra lại trắng và sạch hơn rất nhiều cậu nghĩ xem ra giặt quần áo cũng không đơn giản chút nào vậy mà mẹ đã giặt quần áo cho mình suốt chín năm nay đấy là còn chưa kể hồi bé mình còn dấm đài ngày hôm nay quả là vất vả hòa nghĩ cậu vừa thấy vui vừa thấy xấu hổ nhưng cũng đắc ý hòa vui vì cậu đã hiểu vì sao mẹ Cậu bắt cậu ở nhà một mình Nhưng cảm thấy xấu hổ là do trước đây cậu không nghe lời mẹ Không biết làm gì cả Còn đắc ý là vì hôm nay cậu đã làm xong hết việc mà mẹ đã giao cho cậu Cậu thấy mình lớn hơn, biết suy nghĩ hơn Dọn dẹp phòng của mình xong Hòa gọi điện cho mẹ Mẹ ơi, lúc nào thì mẹ mới về Con giặt quần áo chưa Con giặt rồi ạ à con cũng dọn dẹp phòng con rồi con còn quét nhà lửa ạ hòa kể với mẹ giọng đầy tự hào mẹ sắp về rồi bà cho con rất nhiều đồ ăn ngon lát mẹ mang về cho con nhé mẹ vừa cười vừa nói trong điện thoại mẹ ơi con cũng hiểu rồi ạ con hiểu gì cơ bố mẹ không phải là người giúp việc của con hòa đắc ý nói nói chuyện với mẹ xong cậu cúp điện thoại cậu cảm thấy mình thực sự đã lớn qua câu chuyện trên rút ra được bài học trưởng thành hòa ở nhà một mình không có bố mẹ giúp phải tự làm tất cả. Cậu đã hiểu được lỗi vất vả của bố mẹ, cũng hiểu được rằng bố mẹ không phải là người giúp việc mà việc gì cũng phải làm giúp mình. Trong cuộc sống, con cái cần phải biết lỗi vất vả của bố mẹ, cần giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà. Câu chuyện thứ 8 công tác của bà ngoại Hồi nhỏ tôi vừa yêu vừa sợ bà ngoại, bởi vì bà có một cái công tác lỡ may động vào nó, bà sẽ từ một bà tiên biến thành một bà phù thủy. Bạn xem nhé! gấu ơi ra ăn thử bánh bà vừa làm xong thơm lắm ngon lắm bà ngoại vừa nói vừa vui vẻ đẩy cửa bước vào gấu sao phòng cháu bẩn thế này sao không quét dọn gấu sách vở để lung tung thế này à sao không sắp xếp lại gấu gấu ơi trời ạ mấy việc này là của người lớn còn cháu còn là trẻ con mà còn nhỏ thì bố mẹ làm cho giờ lớn rồi thì cháu phải tự làm chứ tôi giận dỗi lẩm bẩm mấy câu cháu nói cái gì đấy việc của cháu cháu không làm thì ai làm thôi chết lẩm bẩm mấy câu không may động vào cái công tác đáng sợ kia rồi tôi vội vàng sửa lại không ạ à, cháu làm ngay đây ạ à. vẫn may bà lại trở lại là bà tiên rồi nhưng tôi phải làm thật à đây không phải là việc của bố mẹ ư vốn dĩ bố mẹ phải dọn phòng giặt tất sắp xếp bài vở cho tôi mà à vở bài tập để đâu ấy nhỉ tôi vẫn lên làm bài tập trước thì hơn bà ơi bà có thấy vở bài tập của cháu ở đâu không đấy là việc của cháu có phải bà đi học đâu nếu không có vở bài tập lộp thầy giáo chắc chắn sẽ mắng tôi một trận nếu bà ngoại cũng giống như mẹ việc gì cũng làm giúp tôi thì tốt biết mấy nhưng thể nào bà cũng nói bà không phải là người giúp việc của cháu việc của mình tự mình làm mấy việc này sao lại tính là việc của tôi cơ chứ người lớn phải có trách nhiệm chăm sóc trẻ em không phải thế sao trời ạ à, bừa bộn quá đều do tôi bày ra ư máy bay, ô tô, mô hình con vật, ngóc ngách nào cũng thấy đồ chơi. Sách ngoại khóa thì ở đây, bộ tranh ghép hình thì ở kia. Ha ha, vở bài tập hóa ra ở đây, may quá. Ôi, chồng sách với bộ tranh ghép hình vừa xếp xong lại đổ rồi. Bực mình quá đi mất. Mọi khi bố mẹ làm giúp tôi chắc cũng mệt như thế này Cuối cùng cũng dọn dẹp xong Mọi khi bố mẹ đi làm về lại phải giúp tôi làm việc này thật là vất vả Từ nay về sau việc của tôi tôi sẽ tự làm tự sắp xếp đồ đạc của mình cái gì để ở đâu sau này cho dù nhắm mắt tôi cũng tìm được còn đồ chơi sau khi chơi xong cất vào chỗ cũ không vất lung tung tôi cũng chắc chắn rằng từ nay về sau thầy cô sẽ không bao giờ còn thấy tôi quên không mang vở bài tập nữa a à, mẹ về bố mẹ không yên tâm về gấu nên đã về sớm xem gấu thế nào mẹ nói con có thể tự chăm sóc bản thân bố mẹ bố mẹ vất vả vì con quá rồi úi trà gấu của mẹ lớn thật rồi vâng sau này bố mẹ sẽ còn thấy con lớn hơn nữa cơ Ha, 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 đúng rồi, bà ngoại của tôi cũng đã bỏ cái công tác đáng sợ kia đi rồi, và mãi mãi là bà tiên cháu yêu quý nhất trên đời. Qua câu chuyện trên rút ra được bài học trưởng thành vì không muốn chạm vào cái công tác đáng sợ của bà ngoại mà bạn Gấu đã tự mình làm hết tất cả mọi việc của mình. Đến lúc đó Gấu mới nhận ra bố mẹ và bà ngoại đã vất vả như thế nào. Người thân không phải là người giúp việc của chúng ta, chúng ta không nên ỉ lại việc gì cũng nhờ người thân làm giúp mình. Câu chuyện thứ 9 Tôi có thể tự lập. Chú vịt con rất ỉ lại vào mẹ, sáng thì cần phải có người đánh thức Ăn cơm thì phải có người đút, đi ra ngoài thì phải có người ẵm. Điều này khiến cho vịt mẹ vô cùng phiền lòng. Một buổi sáng cuối tuần, mặt trời đã nhô cao, những tia nắng đã chiếu thẳng vào cửa sổ, nhưng trong phòng vẫn rất im ắng. Vịt con không thấy vịt mẹ gọi mình dậy, cậu bắt đầu cảm thấy có điều gì đó bất thường. Bước ra khỏi phòng ngủ, bình thường đập vào mắt vịt con sẽ là một bữa sáng thịnh soạn do mẹ đã chuẩn bị sẵn cho vịt con. Thế nhưng hôm nay lại chẳng hề có gì. "Mẹ đi đâu rồi nhỉ?" Vịt con thì thầm trong bụng. Vịt con vội vàng chạy vào phòng ngủ của mẹ Thì ra hôm nay vịt mẹ bị ốm Lên giờ này vẫn còn nằm trên giường Vịt con vội vàng chạy ra ngoài tìm bác sĩ Vịt con đưa bác sĩ cá sấu về nhà khám bệnh cho mẹ Thì ra là do vịt mẹ đã làm việc quá sức Vẫn may là bệnh không quá nghiêm trọng chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi vài ngày là khỏe. Sau khi tiễn bác sĩ cá sấu ra về, nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của mẹ, vịt con thấy lòng buồn vô hạn. Chắc chắn là vì mình lên mẹ mới bị bệnh, bây giờ mẹ không thể làm bữa sáng được rồi. Nghĩ vậy nên vịt con liền quyết định sẽ không ỉ lại vào mẹ nữa. Bắt đầu từ hôm nay sẽ tự mình làm mọi việc. Vịt con ra ngoài mua ít bánh mì và sữa cho mẹ. Nhưng mà bữa trưa thì sao đây? Vịt con quyết định tự mình nấu cơm trưa cho mẹ. Vịt con mở tủ lạnh lấy trứng ra đánh, sau đó lại lấy rau ra rửa thật sạch, bận bịu cả buổi sáng. Cuối cùng, vịt con cũng đã làm xong bữa trưa. Cậu đem bữa trưa vào cho mẹ, vịt mẹ xúc động lắm, mỉm cười dịu dàng nhìn vịt con. Sau một ngày chăm sóc mẹ, quần áo của vịt con ướt đầm mồ hôi. Khi thay quần áo bẩn ra thì vịt con mới sực nhớ đến việc vịt mẹ ngày nào cũng phải giặt quần áo thật vất vả. Nghĩ đến đây, vịt con thương mẹ lắm. Thế là vịt con quyết định sẽ tự giặt quần áo. Cậu lấy quần áo của mình và cả của mẹ nữa đem vào máy giặt để giặt. Đúng lúc này thì bác sĩ cá sấu tới đem thuốc cho mẹ. Nhìn thấy chú vịt con mồ hôi đầm đìa liền vui mừng nói. Cháu đã trở thành một chú vịt ngoan và hiểu chuyện rồi. Qua câu chuyện trên rút ra được bài học trưởng thành. Vì chăm sóc vịt con mà vịt mẹ đã bị ốm. Điều này đã khiến cho vịt con nhận ra được rằng. Thực ra chăm sóc mình mẹ cũng rất mệt. Mẹ của chúng ta cũng vậy. Chắc chắn cũng rất mệt khi phải chăm sóc chúng ta. Vì vậy chúng ta phải san sẻ lỗi vất vả này với mẹ chứ không được ngồi đợi mẹ đến làm cho chúng ta đâu nhé câu chuyện thứ 10 câu chuyện về chú chim con có một con chim mẹ vì mải mê với sự nghiệp bay lượn của mình nên mãi đến khi bước sang tuổi trung liên mới sinh được một chú chim con chim mẹ rất yêu quý chim con coi chim con như báu vật vậy yêu đến lỗi ôm con trong lòng thì sợ rơi ngậm trong miệng thì sợ chim con bị tan chảy chú chim con cũng ra sức hưởng thụ sự yêu thương này của chim mẹ tất cả mọi chuyện chim con đều để cho chim mẹ làm hết chim con chưa từng tự mình ăn một bữa ăn nào cũng chưa từng bước chân ra khỏi tổ lần nào. Mới đầu thì chim mẹ làm tổ ở trên cao để tránh nguy hiểm rình rập. Tuy nhiên, chim con mỗi ngày một lớn, đôi mắt to tròn vô cùng đáng yêu. Chim mẹ càng nhìn càng thấy yêu hơn. Rồi sợ chim con sẽ bị rơi từ trên cao xuống nên đã quyết định làm tổ ở một nơi thấp hơn một chút. Đến khi chim lon mọc thêm lông vũ thì lại càng trở lên đẹp hơn. Thấy vậy, chim mẹ lại càng thêm yêu chim con hơn. Càng ngày, chim mẹ càng sợ chim con bị rơi ngã vì thế lại làm tổ thấp hơn nữa cho đến một ngày khi chim mẹ ra ngoài tìm thức ăn cho chim con khi đang tung tăng về nhà thì hoảng hốt phát hiện ra cả chim con và cái tổ của mình đều biến mất có chú chim gõ kiến hàng xóm nói với chim mẹ rằng vừa rồi khi tôi đang chữa bệnh cho cây thì thấy hai đứa nhỏ chơi đùa dưới gốc cây dưới tổ nhà chị. Sau đó hai đứa nhỏ ấy đã đem chim lon của chị đi mất rồi. Nghe thấy vậy chim mẹ khóc gào thảm thiết. Hai đứa trẻ kia rất thích chú chim con đó. Một lòng muốn nuôi nó lớn lên đã mua rất nhiều đồ ăn ngon cho chim con. Nhưng mà chim con đâu có biết tự mình ăn đâu. Và cứ thế chim con càng ngày càng gầy đi, càng ngày càng trở lên héo hon hơn. Cuối cùng chim con cũng bị chết vì đói. Qua câu chuyện trên rút ra được bài học trưởng thành. Các bạn nhỏ ơi, chúng ta nhất định phải tự mình học cách ăn cơm nhé. Chuyện của mình thì mình phải tự làm, không được quá dựa dẫm vào bố mẹ nhé. Câu chuyện thứ 11 chàng lười tên Dương. Trong làng có một anh chàng tên Dương vô cùng lười biếng. Mọi người đều gọi anh ta với biệt danh là Dương lười, đến mức thà đi ăn xin chứ không chịu đi làm. Cứ hễ ăn xong là lại lăn ra ngủ, có khi ngủ một mạch đến một hai ngày liền. Có người mang thịt đến cho nhưng anh ta thà để thịt thối chứ không chịu động tay vào lấu lướng thậm chí đến cả việc ăn cơm anh ta cũng lười chỉ khi lào đó đến mức không chịu được lửa anh ta mới chịu đi ra ngoài ăn xin anh chàng tên dương này còn lười không chịu giặt quần áo nữa cái áo lào bẩn quá là anh ta liền vứt bỏ. Đến lúc không còn quần áo để thay nữa thì anh ta sẽ mặc nguyên bộ quần áo bẩn đó cả ngày. Tại sao Dương lại trở thành người như vậy? Thực ra việc này có liên quan tới mẹ của Dương. Bà đã yêu chiều Dương một cách thái quá. Hồi nhỏ cứ mỗi lần đi đâu là Dương đều được bố mẹ cõng đi. Họ không lỡ để cho Dương tự đi. Họ cũng không cho Dương làm bất cứ việc gì vì sợ Dương mệt. Sau khi bố Dương bệnh lặng qua đời thì mẹ Dương vẫn tiếp tục không để cho Dương động vào bất cứ việc gì. Ngày nào cũng như như một bà mẹ già răm rắp nghe theo lời Dương. Hồi học cấp 2, Dương chê cơm ở trường không ngon học thì lại khó thế là chưa học hết cấp 2 anh ta đã bỏ học sau khi bỏ học ở nhà anh ta cũng chẳng làm gì lại ngủ ngủ rồi lại ăn người mẹ mặc dù có bệnh trong người nhưng vừa phải đi làm đồng lại phải làm việc nhà lại còn phải hầu hạ cả dương nữa còn dương thì không những không thương mẹ thậm chí còn có lúc đánh mắng mẹ cuối cùng vào năm dương 18 tuổi mẹ anh ta vì quá lao lực đã đột ngột qua đời từ đó dương đã sống một cuộc sống người không ra người quỷ không ra quỷ vào một ngày mùa đông của năm năm sau chàng tên Dương lười biếng đó đã chết vì đói. Qua câu chuyện trên rút ra được bài học trưởng thành. Câu chuyện của Dương đã dạy cho chúng ta bài học về sự tự lập. Chúng ta phải tự tạo thói quen tự lập cho mình, chứ không được ngồi đợi bố mẹ đến làm cho chúng ta. Bố mẹ không phải là người hầu của chúng ta, bố mẹ không thể làm giúp chúng ta cả đời được. Câu chuyện thứ 12, những đứa con của mẹ anh Đào. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, mưa lất phất rơi. Những đứa con của mẹ anh Đào, đứa nào cũng tròn chỉnh đỏ rực, làm cho ai nhìn thấy cũng phải yêu thích cô sóc vui vẻ nhảy đến bên cạnh mẹ anh đào và ân cần nói chị anh đào ơi tôi đến hái anh đào để giúp chị mang những đứa bé này đến vùng đất rộng lớn hơn nhé không được không được đâu bọn trẻ không chịu lỗi lắc lư cảm ơn ý tốt của chị đám nhóc anh đào liền hùa theo bọn con không đi đâu chỉ có mẹ mới có thể bảo vệ được bọn con mẹ anh đào liền dùng hai tay che chắn các con và từ chối lời đề nghị của cô sóc. Cô sóc nghe vậy bèn đi khỏi. Tiếp đó cô nhím lại chậm rãi bò tới và nói Chị anh Đào ơi hãy cho các con của chị lên lưng tôi để chúng đi du lịch cùng tôi nhé. Không được không được đâu ngộ nhỡ bọn trẻ lăn từ trên lưng chị xuống thì tan xương lát thịt à. Cảm ơn ý tốt của chị. Mẹ anh Đào nói liền một mạch mấy câu từ chối. Cô nhím sau khi nghe xong cũng đành lắc đầu bỏ đi cô nhím vừa đi khỏi thì một chú chim sẻ lại bay đến và bảo rằng cô anh đào ơi cô hãy để cháu đưa các con của cô đi thăm thú trên bầu trời nhé không được không được đâu với cháu thì khắp nơi đều là nhà như vậy thì chẳng phải sẽ đưa chúng đi khắp nơi hay sao nếu bọn trẻ không nhớ đường về nhà thì làm thế nào cảm ơn ý tốt của cháu hết người này đến người khác muốn giúp mẹ anh đào gieo hạt giống nhưng đều đi về tay không sau vài đợt gió thoáng cái mùa đông đã sắp đến rồi mẹ anh đào thu người lại để bảo vệ các con thế nhưng lũ ú trẻ đều không chịu nổi giá rét mà lần lượt rơi xuống từ vòng tay của mẹ anh đào. Các con ơi, các con làm sao vậy? Hãy kiên trì một chút. Mẹ còn chưa tìm được nhà mới cho các con mà, nhưng đáng tiếc là những đứa con của mẹ anh Đào đều không thể nghe được tiếng gọi của mẹ nữa rồi. Qua câu chuyện trên rút ra được bài học trưởng thành, các bạn nhỏ ơi, vì mẹ anh Đào không muốn buông tay mà cuối cùng các bé anh Đào đã rơi khỏi vòng tay của mẹ. Vì vậy nên chúng ta phải sớm thoát khỏi vòng tay của mẹ để lớn lên nhé. Câu chuyện thứ 13, câu chuyện của Ngụy Vĩnh Khang, nói đến Ngụy Vĩnh Khang là nói đến một thần đồng quê ở Hồ Bắc Trung Quốc. 2 tuổi học được hơn 1.000 ký tự tiếng Trung, 4 tuổi học xong tiểu học. 8 tuổi thi đỗ vào trường trung học trọng điểm của huyện, 13 tuổi thi đỗ vào khoa vật lý trường đại học Tương Đàm. Năm 2000 sau khi tốt nghiệp đại học, Ngụy Vĩnh Khang khi ấy mới 17 tuổi đã thi đỗ vào trung tâm nghiên cứu vật lý cao cấp của Viện khoa học Trung Quốc. Thành tích học tập này đã khiến bao bậc phụ huynh trên khắp đất nước Trung Quốc ngưỡng mộ, đúng là hình mẫu của con nhà người ta. Song song với câu chuyện về cậu bé thần đồng này thì một câu chuyện khác cũng gây xôn xao không kém, đó chính là cách chăm sóc như người hầu của mẹ thần đồng. Mẹ của Ngụy Vĩnh Khang cho rằng con chỉ việc học còn những việc khác đã có mẹ lo, chỉ có học hành chăm chỉ thì sau này mới có tương lai, và không cho con trai mình động vào bất cứ việc gì ngoài việc học, sáng ngủ dậy bà đã lấy sẵn kem đánh răng ra bàn trải cho Ngụy Vĩnh Khang, rửa mặt cho cậu, bưng cơm giặt quần áo cho cậu, Ngụy Vĩnh Khang mười mấy tuổi vẫn được mẹ tắm cho, suốt 3 năm học cấp 3 vẫn được mẹ đút cơm cho ăn hàng ngày, mẹ của Ngụy Vĩnh Khang chăm cậu không khác gì chăm một con gấu con, khi lên Bắc Kinh học, rời xa vòng tay chăm sóc của mẹ Ngụy Vĩnh Kha không thể tự sắp xếp được cuộc sống của mình. Mùa hè không biết mặc áo mùa hè, mùa đông không biết mặc áo ấm, cũng không biết giặt đồ. Quần áo bẩn thì vất bừa bãi khắp nơi, không biết mấy giờ vào học, không biết là nghiên cứu sinh khi tốt nghiệp thì phải biết luận văn tốt nghiệp. Dần dần thành tích học hành xa sút bị lỡ môn và cuối cùng là không thể tốt nghiệp cao học. Sau đó, Ngụy Vĩnh Khang đã bỏ học về quê, trở thành một thần đồng vô dụng. Qua câu chuyện trên rút ra được bài học trưởng thành. Mặc dù Ngụy Vĩnh Khang học rất giỏi nhưng khi không có mẹ thì lại không thể làm được việc gì. Các bạn nhỏ ơi, mẹ của các con có đối xử với các con giống như mẹ của Ngụy Vĩnh Khang đối xử với cậu ấy không? Nếu như không có sự giúp đỡ của mẹ thì các con có thể tự làm được những việc gì? Mời các bạn nhấn vào nút đăng ký và nút hình chiếc chuông để nhận thông báo khi có video mới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.